Dạ, con xin kính chào quý ông bà cô chú đã quay trở lại với kênh Máy Ấm Cu Mang Chó Mèo Phương Cá. Hôm nay con nhận một cuộc điện thoại của một chị gái, là chị nói là có người ta tối khuya ngày hôm qua là rạng sáng mọi người, có người ta tới, người ta bỏ một cái bịch ở gần bãi đất chỗ nhà chị á, rồi chị mới đi ra. Chị nghe tiếng là nó rên trong á, chị mới đi ra, chị thấy là chị mới mở cái bao ra thì trong đó là một con chó. Người ta nói là, chị đó nói là con chó đó bị sờ mâu ghê lắm em ơi, mà người ta bỏ trong bao á, người ta dục mà hên đó là cái người đó là người ta còn có tính người á, nếu mà không còn tính người á là người ta chắc dục xuống sông luôn đó, mà người ta dục ở trên bãi đất á đó, cho nên là chị mới điện cho Phương. Chị nói là chị cũng theo dõi kênh của em cũng lâu rồi, mà hôm nay á là chị mới nhờ tới Phương. Rồi chị nói Phương á là gán cứu nhận bé giùm chị đi, chứ bé nó tội nghiệp lắm, nói là mặt mũi thì bị sờ mâu lùm la hết trơn á đó. Thì bây giờ với lời tha thiết như vậy thì sao Phương nở cháu từ được mọi người đó, cho nên là Phương quyết định là Phương đi. Giờ là Phương chuẩn bị Phương lên đường đi qua bên đó nè mọi người. Quý ông bà cô chú xem clip của Phương thì nhớ đăng ký kênh giùm Phương nha, cho Phương chia sẻ kênh giùm Phương ra ngoài nhiều nhiều đi mọi người đó, để mà Máy Ấm của Phương được mà nhiều người biết đến đó. Mọi người nhớ là like và bình luận giùm Phương nha, xem hết video giùm Phương đừng bấm nhanh qua để xem quảng cáo ủng hộ Máy Ấm luôn nha mọi người. Đừng bấm tua qua tội nghiệp lắm á, mấy cái quảng cáo ra mấy đó là tính tiền đó mọi người. Dạ thôi giờ Phương chuẩn bị Phương đi, trời cũng đang ui nha, không biết cái chuyện mưa hay không thôi. Cái ông bà cô chú thấy á, bây giờ là giờ này là 10 giờ mấy rồi, 11 giờ trưa rồi mà trời nó vậy nè, nó không có miếng nắng nữa mà đang chuyển nữa nè. Chị xin lỗi là chị đứng ở xa nha mọi người, chị không muốn lên YouTube đó. Chị né mặt trời đó. Rồi đây con cho mọi người xem bé đó nè đó. Đó, chị thấy bé nó chưa đó, mặt ngoài chân húp hết trơn, chị nói bé nó dữ lắm. Chị nói là người ta bỏ ngay cái chòi nhà của chị á, nhà chị ở trong kia mà chị ra đây chị thuê đất ở đây chị trồng rau muống
Để nó đó mình coi. Giờ chẳng chân hết rồi. Chân hấp hết rồi. Đầu khổ đó. Mà nó giữ thiệt. Thấy không? Sao vậy? Sao không giữ vậy? Bé này bình thường chắc cũng đẹp lắm, là giờ mặt ngoài khẩu khổ chân hết rồi, chùm bụp hết rồi. Sót chưa, nuôi sao mà để sưng hấp 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 chân vậy đó. Đó. Chị thấy không? À, chị đang mua mua kem, chị gọi hỏi cô ăn kem không, chị mua kem đó. Trời có nắng đâu mà nóng mà ăn kem trời. Mặt sưng hết rồi. Nó con. Bé ơi. Chủ mày nó cũng ác thiệt. Nói chị cứ thấy không? Cao sót chưa? Thôi. Khổ cho Phương nữa rồi. Bà Phương đang không tiền luôn. Trời ơi, quý ông bà cô chú ơi, xem clip này quý ông bà cô chú hỗ trợ giúp bé nó đi, quý ông bà cô chú ơi, cho bé nó cơ hội đi chữa trị lành lặn đi. Này viêm da toàn tổng luôn, viêm từ đầu cũng đuôi luôn. Sưng hấp lên luôn rồi. Này chắc nhiễm trùng máu hay là cái trùng máu gì nữa rồi nè. Quý ông bà cô chú xem clip là cho con nó được cơ hội để sống nha mọi người. Chứ kiểu này là sót quá rồi. Bà Phương này đang không tiền nữa. Khổ thiệt, tình khổ. Rồi thôi, đi con ơi. Chồng rau cải nhiều lắm mọi người. Sau khi Phương đưa bé nó về tới mái ấm rồi đó mọi người, thì như quý anh chị cô chú đã thấy được tình trạng của bé nó đó. Thì trước mắt là Phương không có kinh phí để mà đưa bé đi thú y test bệnh rồi chữa trị thế này thế kia. Cái này chắc chắn là nó có liên quan tới máu rồi đó, tại viêm da mà là mà nó phù lên vậy luôn á. Là một là nó bị nhiễm trùng máu, là cái này là một là nhiễm trùng máu, hai là ký sinh trùng máu. Nó chỉ có hai cái bệnh đó thôi đó, mà hai cái bệnh đó thì điều trị chi phí nó là cũng hơi tốn kém chút xíu, mà cũng phải có thời gian nữa đó. Mà giờ mấy ấm Phương thì Phương thì không có kinh phí rồi đó, thì qua clip này hôm nay thì Phương cũng xin quý anh chị cô chú xem clip có thương xót bé nó, cho bé nó một cơ hội để cho bé nó được chữa trị và lành lặn như người ta đó. Chứ mấy ấm Phương giờ cũng đang kiệt sức rồi đó, nên mong kính mong quý anh chị cô chú
chung tay giúp đỡ cho bé nó. Mắm Phương thì chung là cũng đang đuối đó. Thôi ra Phương cũng vô tranh thủ Phương vô nấu cơm nấu nước cho mấy bé nó, tại vì ở đây điện nó yếu lắm mọi người đó. Cái điện, cái đường điện đây nè, mà nó là dây nhôm, dây nhôm đó, cái hệ thống dẫn điện của nó không bằng dây đồng, mà ở đây thay dây đồng đó, thì là nó bị cắt, bị mấy giang hồ tối nó đi cắt rồi đó. Mà từ cái đồng hồ cái mà đi vô cái đồng hồ chỗ Phương á thì nó tận tới 600-700 mét, mình thử điện nó tải rất là yếu đó. Thì cái này Phương cũng có góp ý với lại chú chủ đất á, chú đất nó bây giờ đó, nếu mà muốn ok ngon lành á thì mình bắt từ bên kia, từ bên kia sông á đi qua đây. Thì cái đồng hồ, cái trụ điện của nhà nước á, thì nằm gần đây, từ cái đồng hồ đó mà chạy về đây á, thì nó gần hơn nữa. Còn mà nếu muốn vô điện ba pha á, thì mỗi một hộ á, thì phải mất mấy chục triệu đó, là vô điện ba pha là nó điện nó rất là mạnh. Ở đây điện Phương xài rất là yếu, nấu nồi cơm bật hai quạt một nồi cơm cho mấy bé nó thôi á, với lại mấy cái quạt nhỏ cho mấy bé nó nằm không á, là nấu nồi cơm phải mất cả tiếng mấy đồng hồ, điện yếu lắm mọi người. Thành thử ra lúc trước bên máy ấm qua Hồng Đen á, có nhà ý cho Phương cái tủ hấp á, tủ hấp cơm á, Phương cũng đâu dám nhận đâu, tại vì điện nó yếu quá Phương không dám nhận đó. Còn mỗi lần mà muốn mở mấy bơm nước lên á để mà là vệ sinh á thì phải tắt hết mấy cái điện kia mà mở mấy điện kia thì phải tắt mấy bơm đó, thì cái thành phần cái phần đó thì nó cũng khó chịu lắm. Thì chú có nói bây giờ con muốn vô điện ba pha thì chú rủ hết mấy nhà vòng vòng đây nè vô cái đồng hồ tổng làm điện ba pha đó, thì hình như chỗ đây là chỉ có 3 nhà thôi đó, vô điện ba pha thì nhà phải ngót nghét phải mất 3-4 triệu á mọi người là mới vô được điện ba pha đó. Thì chỉ có xài điện ba pha thì điện ở đây nó mới mạnh thôi, còn xài điện kia thì nó rất là yếu, gặp dây nhôm nữa mà đường xa nó yếu xìu à, yếu lắm luôn á, nhiều khi quạt máy mở số lớn luôn mà chạy cũng không nổi nữa đó. Thì kính mong quý ông bà cô chú xem xét cho mấy ấm của Phương vấn đề này đó. Thôi Phương xin kết thúc video ở đây nha, hẹn mọi người ở video lần sau. Mọi người xem, mọi người đăng ký kênh giúp Phương nha, mọi người chia sẻ kênh giùm Phương nha. Đây trước mặt quý anh chị cô chú, đây là cái khoản thanh toán tiền điện trong tháng này của mấy ấm á. Thì sẵn thì Phương xin quý anh chị cô chú chung tay hỗ trợ cho mấy ấm khoản tiền đóng tiền điện tháng này nha mọi người. Đó là cái số điện mà Phương đã hạn chế rất là nhiều đó mọi người. Xin mọi người phụ với mấy ấm khoản này, nếu không thôi thì sẽ bị cắt điện nha mọi người. Phương chân thành cảm ơn quý anh chị cô chú.